Tuổi già có ba không nói, ba không làm và ba không chơi để sống an yên suốt phần đời còn lại. Quý vị thân mến, đời người thường đau đớn khi trải qua sự bất công, chịu đựng những cảm xúc tiêu cực và thiếu tôn trọng từ người khác. Đặc biệt, đối với những người già, không có gì đau buồn hơn việc không được con cái và xã hội coi trọng. Vậy làm thế nào để xung quanh luôn tôn trọng bạn, luôn mang đến những cảm xúc tích cực? Quả thực, chúng ta chỉ thực sự nhận được sự tôn trọng bằng cách khơi gợi lòng ngưỡng mộ sâu sắc từ người khác. Do vậy, khi đã ở tuổi xế chiều, để được người khác tôn trọng, trước hết, chúng ta cần phải biết đối xử và hành xử, cần hiểu ba không nói, ba không làm và ba không chơi sau đây. Mời quý khán giả cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và suy ngẫm về điều này. Đầu tiên là ba không nói. 1. Không nên nhìn vào khuyết điểm. Một ngày nọ, sau khi người cha nghe xong con trai oán trách và kể khổ về cuộc hôn nhân của mình, ông nói: "Con trai, vợ con có ưu điểm gì?" Người con trai phàn nàn nói: "Trước khi kết hôn thì cô ấy có, hiện tại thì không có." Ông bố hỏi lại: "Trong suy nghĩ của vợ con có điểm mạnh nào không?" Người con trai ngập ngừng nói: "Hình như là trước đây con có, giờ thì không có." Người cha lại nói: "Vậy con còn giỏi hơn cha. Trước khi cha lấy mẹ con, cha còn không biết mẹ có ưu điểm gì nữa." Người con ngẩng đầu lên nhìn cha, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Người cha đi ra ngoài, cầm lên một viên ngói và một nắm bông rồi mang vào hỏi con: "Con xem, cái nào cứng hơn?" Người con trai không biết cha muốn làm gì, nhưng vẫn trả lời: "Cái này mà cha còn phải hỏi, tất nhiên là ngói cứng hơn rồi." Người cha không nói gì, ông cầm viên ngói và nắm bông lên cao rồi thả tay ra. Viên ngói rơi xuống vỡ tan, chia năm xẻ bảy, còn nắm bông thì không vấn đề gì cả. Người cha hỏi con: "Tại sao cứng thì nát, còn mềm mại thì lại không bị sao?" Người con suy nghĩ, liền nói: "Chắc vì bông mềm mại nên nhẹ, do đó không bị làm sao." Người cha vỗ vai con trai, nhẹ nhàng nói: "Con trai, con cần phải như là cục bông mà khiêm tốn lại, không làm tổn thương người khác, cũng là không làm tổn thương mình. Như viên ngói kia, có cạnh, có góc, nhưng gặp cứng thì vỡ, làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình." Cha sống bao nhiêu năm rồi, cả đời chỉ hiểu một đạo lý, đó là nhìn vào ưu điểm của người khác sẽ khiến cho trái tim mình ấm áp, còn nhìn thẳng vào khiếm khuyết của người khác thì cũng là làm tổn thương chính tâm hồn của mình. Con nên học tập bông. Bông vì người khác mà ngăn lại gió lạnh. Nó giống như ánh mặt trời có thể sưởi ấm cho cuộc đời này. Khi đã kết hôn thì ai chẳng mong hạnh phúc. Để làm được điều ấy, chúng ta phải vun đắp hàng ngày. Con trai, lời khen là một bảo bối. Một lời khen của con có thể là động lực cho vợ con. Còn một câu nói ích kỷ, cay nghiệt có thể khiến vợ con mang hận cả đời, từ đó mà kéo cuộc hôn nhân của con vào nơi bế tắc. Chẳng lẽ con cũng muốn cha đối xử với mẹ con giống như con đang đối xử với vợ hay sao? Người con trai nghe xong, im lặng ngẫm nghĩ thật lâu. Thưa quý vị, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào nhược điểm của người khác và thấy điều tồi tệ ở họ, thì cuộc sống của bạn quả thật là tồi tệ. Hãy học cách nhìn vào điểm tốt của mọi người, bao dung hơn với lỗi lầm của họ. Bạn sẽ thấy tâm hồn của mình luôn thoáng đãng, an bình.
trong cuốn Thái Căn Đàm viết: không trách móc sai lầm của người, không vạch trần tội lỗi của người, không nhớ tội của người thì mới có thể dưỡng đức và rời xa tai họa. Trên thực tế, vô luận người tài giỏi đến mức nào đi nữa đều có thiếu sót và khuyết thiếu riêng. Cũng như vô luận người có bao nhiêu khoan dung, độ lượng đi nữa đều có tự ái. Cho nên, có trí tuệ để thấy rõ khuyết điểm của người khác, cũng nên có trí tuệ để không vạch trần ngay lập tức, và có trí tuệ để tìm thời điểm thích hợp mà nói. Đừng tùy tiện dùng lời nói có thể đả thương lòng tự trọng của người khác, thậm chí đẩy họ đến đường cùng. Không vạch trần điểm yếu của người khác cũng là cách giữ khẩu đức cho chính mình. 2. Không nói lời vô nghĩa, không có giá trị. Một học trò từng hỏi thầy Mạc Từ rằng: thưa thầy, nói nhiều tốt hay là nói ít tốt hơn? Mạc Từ chỉ lấy ví dụ: ếch xanh kêu réo không ngừng cả ngày lẫn đêm, miệng khô, lưỡi trắng, nhưng có ai là thích? Còn nhìn con gà trống kia thì khác, cả ngày chỉ gáy 2-3 tiếng sáng sớm, mọi người bị đánh thức còn phải cảm ơn nó nữa kìa. Lời đã nói ra cần sự rõ ràng, tường tận, minh bạch và dễ hiểu. Lời nói vô nghĩa sẽ khiến người đối diện cảm thấy mờ mịt, chán chường, đồng thời khiến bản thân chúng ta trở nên tầm thường trong mắt họ. Nhất là khi về già, tâm lý dễ buồn phiền, trằn trọc khi đối mặt với khó khăn nào đó. Từ đó dẫn đến việc bạn suy nghĩ nhiều hơn và buột miệng nói ra những lời vô nghĩa. Về sau, chính những chuyện tưởng chừng như còn con vô nghĩa ấy sẽ làm khó chúng ta đấy. Ngay cả đối với những người tiếp nhận lời nói vô nghĩa cũng gây nên những tác động tiêu cực rất lớn. Cho nên, thay vì cứ ngồi đó mà than thở hay nói những lời vô nghĩa, tốn phí thời gian và thử thách sự kiên nhẫn của người khác, thì hãy nhìn thẳng vào vấn đề, chia sẻ câu chuyện một cách rõ ràng rành mạch, nói vừa phải đúng lúc và đúng người mới đạt được hiệu quả như mong muốn. 3. Không tự khoe khoang về bản thân. Đã đi qua những ồn ào náo nhiệt của tuổi trẻ, khi bước vào tuổi xế chiều, chúng ta nên học cách sống kín tiếng. Việc thường xuyên tự khoe mẽ không chỉ khiến chúng ta đánh mất giá trị của bản thân, mà còn là nguồn cơn của tai họa đấy. Có thể ít người biết rằng, một người khiêm tốn hay tự cao sẽ quyết định hạnh phúc của chính họ. Làm người sống trên đời, điều cấm kỵ nhất chính là tự mãn với năng lực của bản thân và phô trương những thứ mình có trước mặt mọi người. Danh vọng và tài sản chỉ là những điều phù phiếm, không thể theo ta đến cuối đời, cũng không thể khoe mẽ suốt đời. Khi bạn bắt đầu thể hiện tài năng của mình, bạn càng chứng minh mình là người vô giá trị. Sự ngu ngốc của cuộc đời được sinh ra từ sự kiêu ngạo và những thất bại bất hạnh trong cuộc sống, cũng bắt nguồn từ thói tự cao. Tài năng không cần phải công khai và càng không đáng để khoe khoang. Nếu một người luôn thích thể hiện tài năng và thể hiện sự xuất chúng của mình, thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu nhiều sự ghen ghét và đố kỵ. Ở tuổi này rồi, dù cuộc sống của bạn có đủ đầy bao nhiêu, cũng không nên dễ dàng khoe khoang sự giàu có hay là hạnh phúc. Bởi vì người ta càng phô trương bản thân, thì càng dễ thu hút sự bất bình, bất mãn và càng dễ đánh mất những gì mình khoe ra. Và suy cho cùng, hạnh phúc là để cảm nhận, chứ không phải để trưng bày. Đừng khoe khoang hạnh phúc một cách tùy tiện nhé. Tiếp đến là ba không làm. Thứ nhất, không tham tài chiếm lợi. Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ. Khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà quá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc.
mặc dù không biết tung tích vị thiền sư. Quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền nhiều, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông. Hơn 3 tháng ròng, vị thiền sư mới bình phục. Ông cảm động ân tình của bà chủ quán. Vị thiền sư trước khi rời đi, dành một tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nữa. Không ngờ, từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán, trà của bà quá có mùi thơm thật đặc biệt, và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, quán trà của bà quá càng đến càng đông nườm nượp. Người đàn bà quá trở nên giàu có từ đó. Giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy, nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói, không tốn kém gì cả, từ nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn không thấy hài lòng ư? Ông viết lên tường một câu, trời đất bao la, nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế. Rồi lặng lặng quay đi, không bao giờ quay lại quán nữa, giếng nước từ đấy cũng cạn dần. Thưa quý vị, chúng ta phần lớn giống như bà quá kia, không bao giờ hài lòng với chính mình, mà còn thường đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta thường hay so sánh, hay mong ước quá viển vông, mà quên đi vui hưởng với hiện tại của mình. Cũng không biết san sẻ, không biết cho đi. Hãy nhìn lại để thấy mình đã được may mắn hơn bao nhiêu người. Để biết vui sống, để bớt lòng tham vì tha nhân một chút. Thứ hai, không so sánh bản thân với người khác. Theo Do Roosevelt đã từng nói, so sánh là kẻ trộm niềm vui. Khi so sánh mình với người khác, đã tự cướp đi hạnh phúc của chính mình. Khi so sánh, bạn sẽ cảm thấy mình kém cỏi hoặc vượt trội hơn và chẳng có cách nào trong đó có thể giúp bạn tạo ra hạnh phúc lâu dài cho bạn. Nhưng tâm lý thường thấy của mỗi chúng ta khi đến tuổi già lại nhìn những thành tựu của đời mình và so sánh với người khác. Ông này có tuổi già an nhàn sung sướng hơn mình, con nhà bà kia thành đạt hơn con mình. Thực ra, việc tự đặt mình và người khác lên bàn cân vốn đã không đem lại lợi ích gì, mà nó càng chứng tỏ bạn là người không biết trân trọng những gì đang có, cũng không nhận ra giá trị của bản thân mà thôi. Trong cuộc sống, đã có không ít người vì quá so đo tính toán, thích bản thân bằng bạn bằng bè của mình ở những khía cạnh không thể, từ đó sinh ra thất vọng và lo âu. Cũng có những người cả đời luôn vui vẻ lạc quan vì họ biết trân trọng cuộc sống này, không sau đó tính toán thiệt hơn mà chậm rãi hưởng thụ một cuộc sống bình yên nhẹ nhàng. Vì thế, hãy ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, thay vào đó là học cách cảm thấy đủ với chính mình để cảm nhận hạnh phúc đích thực nhất. Nếu như thật sự phải so sánh, thì hãy nhìn lại chính bản thân mình, đối chiếu với ngày hôm qua, tự nhìn nhận sự phát triển, năng lực của bản thân và chất lượng cuộc sống của bạn. Đó vẫn là điều quan trọng, cần so sánh để không ngừng tiến bộ. Thứ ba, không làm hại người khác. Tâm đố kỵ như rượu độc, hại người cũng là hại chính mình. Làm người cần phải biết tôn trọng và độ lượng với kẻ khác. Khi thấy người khác có điều tốt, nên vui mừng thay cho họ. Thấy người khác hơn mình, nên học hỏi nhiều hơn. Khi người khác cần sự giúp đỡ, cần tận tâm tận lực cứu giúp. Muốn lòng dạ đủ rộng rãi và độ lượng, nhất định không thể nảy sinh ý định làm hại người khác. Có như vậy, người khác mới cảm thấy sự chân thành, chân chính của ta mà đối xử thiện đãi. Tiếp theo là ba không chơi. Thứ nhất, không chơi với người bất hiếu,
kẻ vô tình. Người xưa có câu, chăm thiện lấy chữ hiếu làm đầu, bởi hiếu là cái gốc của nhân cách, là thứ đạo của trăm vạn đức tính. Nếu một người ngay đến bố mẹ thân sinh của mình còn đối xử không tốt, vậy ta sao có thể đặt hy vọng ở họ, có thể hết lòng với bạn bè được đây? Những người hờ hững vô tình, lòng dạ sắt đá, lạnh lùng băng giá, kiểu người như vậy tuyệt đối đừng kết giao. Thứ hai, không chơi với người biết tư lợi về mình. Tính cách tư lợi khiến họ không nhìn thấy những người khác bỏ ra mà chỉ chăm chăm để ý đến cái được mất của mình, đặt lợi ích bản thân vượt lên trên hết thảy. Loại người như vậy sẽ chỉ biết lợi dụng người khác, thậm chí vì lợi ích mà sẵn sàng bán đứng cả thân nhân bè bạn. Trong cuộc sống, nếu giao du với loại người này, bạn sẽ mãi là đối tượng bị bòn rút để thu lợi nhiều hơn. Thứ ba, không chơi với kẻ bất tín. Làm người phải có tôn nghiêm, phải giữ nhân cách và chữ tín của mình. Với những kẻ vì tiền bạc, quyền lực mà sẵn sàng thay đổi nguyên tắc làm người, thì dù cho có kết giao, bạn cũng mãi chỉ là một viên đá lót đường trong công cuộc tiến thân của họ mà thôi. Giống như Khổng Tử đã nói, nhân vô vi tín, bất chi kỳ khả giá. Nghĩa là người không có chữ tín sẽ chẳng làm chi nên việc. Đã nói sao thì phải làm như vậy, cũng như đã mở miệng là phải giữ lời. Không thể lúc thì thế này, lúc lại thế khác, sẽ phô trương, rơi vào tình thế khó xử, đồng thời đánh mất niềm tin tưởng, sự tôn trọng cần có giữa đôi bên. Cuối cùng, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Tình yêu của mẹ. Bà vừa bưng chén cơm lên, gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén. Con dâu liền trườn người tới, lấy tay đè đôi đũa của mẹ chồng, rồi ngọt ngào nói: "Ấy ấy, mẹ già rồi, không có làm gì nặng nhọc, đừng nên ăn những thứ này khó tiêu lắm. Ăn chừng nửa chén cơm với ít nước tương là đủ rồi mẹ ạ." À, bà tiêu nghỉu buông miếng thịt gà ra, cay đắng và vội những hạt cơm vào miệng mà tưởng chừng như đang nhai đá. Cố nuốt những giọt nước mắt muốn trào ra, bà buông tiếng thở dài. Con dâu vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén cho thằng tí, con trai vừa nói với mẹ chồng bằng một chất giọng dịu dàng êm ái: "Con cũng chỉ lo cho sức khỏe của mẹ mà thôi." Thằng tí liền chen vào: "Mẹ nói nội ăn nhiều, ăn thịt không tốt cho sức khỏe, sao mẹ lại ép con ăn nhiều vào là sao?" Nàng trừng mắt quát lên: "Đồ con nít danh, mày biết gì mà nói, có ăn không thì bảo." Có tiếng chuông cửa, con dâu đứng dậy mở cửa. Thằng tí ngước nhìn nội, thấy mắt nội ướt ướt, nó biết nội muốn khóc, liền thò thẻ với nội: "Nội đừng có buồn, để con giấu miếng thịt gà này, lát mẹ con đi làm rồi con lấy cho nội ăn ha." Nói xong, thằng tí bỏ miếng thịt gà vào chén rồi chạy ù xuống bếp, giấu miếng thịt gà vào một góc bếp. Bà nhìn theo, mắt rưng rưng, lấy vạt áo lau vội giọt nước mắt. Con trai vừa bước vào, thấy vậy vội hỏi: "Mắt mẹ sao vậy?" Bà gượng cười: "Ờ, hạt bụi nó bao vào mắt thôi con à." Con dâu cắt ngang: "Em đã bảo anh về sớm để còn đi công việc, giờ mới vác xác về, nhà bao nhiêu việc mà anh lúc nào cũng thong thả. Thôi ngồi vào ăn nhanh mà đi kẻo người ta đợi." Hắn vội trả lời: "Em làm như anh không ở nhà, ở cơ quan cũng bao nhiêu việc chứ có rảnh rỗi gì đâu." Đang làm việc với đối tác thì vợ hắn gọi: "Alo, chiều anh ghé trường đón con rồi chở con về ăn luôn nhé. Cơ quan em có đoàn thanh tra nên em phải tiếp khách về hơi trễ." Thằng tí vui mừng vì hôm nay được ba đón, nó líu lo. Hắn xoa đầu thằng con trai cưng của mình:
hôm nay con trai cưng của ba ăn gì để ba mua về ba con mình ăn với nội cho vui? Thằng Tí ngước nhìn ba hỏi, ủa, mẹ đâu hả ba? Hắn hôn chụt vào má con trai rồi trả lời, hôm nay mẹ bận công việc ở cơ quan, về hơi trễ, cha con mình tự ăn. Tí mừng rỡ thốt lên, ôi dễ, hôm nay không có mẹ ở nhà, ba phải mua thật nhiều đồ ăn về cho nội ăn nhé. Ba đừng cho mẹ biết nha, con thương nội lắm. Hắn ngạc nhiên, tại sao phải giấu mẹ? Tí hồn nhiên trả lời, bởi vì mẹ nói nội già rồi ăn nhiều thức ăn không tốt, mỗi bữa ăn nên ăn nửa chén cơm là đủ rồi. Hắn nghe như sét đánh ngang tai, ruột gan như có ai đang sát muối, da thịt như có ngàn con kiến chích. Hắn chở vội con trai đi mua thức ăn rồi hối hả chạy về mong gặp mẹ. Bao nhiêu hình ảnh tuổi thơ của hắn và mẹ như cuộn phim quay chậm hiện về trong tâm trí hắn. Hắn tức giận, chen lẫn xót xa. Hắn hối hận vì thời gian qua hắn lao vào công việc mà không quan tâm đến mẹ. Lúc này đây, hắn mong muốn có đôi cánh tay để bay thật nhanh về bên mẹ, để chui vào lòng mẹ như thuở ấu thơ, để xin mẹ tha thứ cho sự thờ ơ của đứa con mà mẹ đã khổ cực nâng niu nuôi dạy hắn trưởng thành như hôm nay. Mắt hắn cay xè, mở cửa lao vội vào nhà. Hắn đứng chết lặng nhìn thấy mẹ vịn quanh thành bếp mò mẫm từng bước chậm chạp. Hắn lao đến ôm hai bờ vai của mẹ lo lắng hỏi, mẹ, mẹ sao vậy? Bà giật mình cười cười nói, à, đôi mắt của mẹ mấy hôm nay nó lờ mờ, không nhìn cho rõ lắm. Chắc tuổi già nó vậy, nên con đừng có mà lo lắng. Nó nghẹn ngào, sao mẹ không nói để con chở mẹ đi khám? Bà cười hiền nói, ta thấy bay lu bu công việc, nói ra sợ bay lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc. Hắn nghẹn đắng nơi cổ họng, nước mắt trào ra, hắn nức nở. Con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ cho tội bất hiếu của con. Con cõng mẹ đi bệnh viện mẹ nhé. Hắn bồng mẹ lên, chạy bay ra sân. Bác sĩ nói, đôi mắt mẹ anh bị đục thủy tinh thể, tại sao phải để lâu như vậy? Ngày mai anh chở cụ đến làm thủ tục nhập viện, để chúng tôi tiến hành thay thủy tinh thể gấp cho cụ, may ra còn cứu kịp. Nhưng độ sáng không được 100%, chỉ 60 là may mắn lắm rồi. Nhìn mẹ mò mẫm bước từng bước, nét mặt bà ngơ ngẩn mà hắn chết lặng. Hắn hối hận đau đớn, dìu mẹ từng bước mà lòng đau như cắt. Hắn khóc như một đứa trẻ, thằng Tí cũng khóc to. Hắn thức cả đêm để viết một lá thư, xong hắn ôm cây đàn lên sân thượng ngồi đến sáng. Vợ hắn thức dậy nhìn quanh không thấy chồng đâu, càm ràm. Mới sáng sớm mà đi đâu không biết, có công chuyện cũng phải nói cho người ta biết chừng chứ. Vợ hắn đi đến bàn trang điểm thì thấy một lá thư và một cái USB. Nàng mò mẫm cầm lá thư lên và mở xem thì thấy nét chữ của chồng. Nàng cười khẩy, gớm, thời buổi này còn như thư với trả từ, cần gì thì nhắn tin là xong, cần gì phải mất thời gian như thế này không biết, hay là muốn hâm nóng tình cảm chăng? Nhưng với bản tính tò mò của người phụ nữ, nàng mở ra đọc. Vợ yêu, từ ngày mình yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Anh rất mãn nguyện, anh rất tự tin khoe với bạn bè và đồng nghiệp về vợ yêu của mình. Anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm. Hạnh phúc hơn nữa là em sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, thông minh. Anh thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng em cho anh. Cảm ơn em đã đem đến cho anh niềm hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Đọc đến đây, vợ hắn mỉm cười đầy sung sướng. Ai nói chồng tôi không biết nịnh đầm này? Nàng cười thành tiếng và đọc tiếp. Vì thế, anh nguyện với lòng sẽ không để cho em và con khổ cực thiếu thốn như tuổi thơ của anh và mẹ anh. Nên anh không quản khó nhọc ngày đêm lao đầu vào công việc. Đến nay
thì nhìn lên vợ chồng mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người mơ ước. Để anh kể cho vợ yêu nghe, thời thơ ấu của anh rất cơ cực. Anh sinh ra đã không thấy mặt bố. Mẹ anh tần tảo nuôi anh. Mẹ không ngại nắng mưa, mồ hôi nước mắt chan với cơm. Nhưng mẹ luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh khôn lớn mỗi ngày. Anh còn nhớ như in không thể nào quên. Năm đó anh lên 8, mẹ đi làm thuê cho người ta tối mịt với về. Vừa bước vào nhà, mẹ liền móc trong túi áo đưa cho anh miếng thịt gà gói trong miếng lá chuối. Mẹ anh nói anh ăn đi cho khỏe. Anh nói mẹ cùng ăn với anh. Mẹ xoa bụng nói mẹ no quá, đi làm thuê cho người ta, họ cho mẹ ăn nhiều lắm rồi, đây là phần của con ăn đi. Thế là anh ăn ngấu nghiến, còn lại xương không là xương. Một lúc sau, anh ra sau hè, nhìn thấy mẹ gặm từng miếng xương mà anh bỏ lúc nãy. Anh đứng chết lặng nhìn mẹ. Mẹ thấy anh cười giả lả. Mẹ thấy còn tí thịt nên ăn, chứ bỏ thì uổng quá. Chứ mẹ no lắm rồi, không tin đến giờ bụng mẹ mà coi. Nói xong, mẹ đứng lên xoa bụng cười cười. Ôi no quá. Mẹ anh dại quá phải không em? Giá như lúc đó mẹ vứt anh qua một bên mà đi thêm bước nữa thì đâu phải chịu khổ cực như vậy. Hay trời sinh ra mẹ là người thế đấy hả em? Đọc tới đây, vợ hắn mắt nhòe đi. Nước mắt của vợ hắn rơi xuống làm ướt một góc của lá thư. Nàng đọc tiếp. Mẹ anh hy sinh cho anh nhiều lắm, kể không hết đâu. Nếu kể ra thì cả 100 cuốn vở, 200 trang họa may mới đủ. Anh chỉ kể cho em nghe chuyện này nữa thôi nhé. Lúc anh lên 10 tuổi, anh bị một cơn bạo bệnh, tưởng đâu không qua khỏi. Mẹ anh thì không có một đồng dính túi, bà chạy từ đầu làng đến cuối thôn vay mượn, nhưng không ai cho mượn. Họ không cho mượn là phải, bởi vì nhà anh nghèo quá, cho mượn lấy gì để mà trả. Mẹ anh vừa cõng anh vừa khóc chạy vào bệnh viện. Chân không mang dép, bị gai đâm chảy máu mà mẹ không thấy đau. Đến bệnh viện, mẹ anh liền chạy đi tìm chỗ bán máu rồi nộp viện phí chạy chữa cho anh. Khi anh khỏe lại, nhìn thấy mẹ xanh xao vì thiếu máu, quần áo thì xộc xệch, chân thì rách tùm lum vì gai đâm. Nhưng mẹ vẫn cười tươi khi thấy anh khỏe lại. Bà mừng quá khóc to, rồi anh khôn lớn trưởng thành trong vòng tay mẹ. Để đến khi chúng mình gặp nhau, rồi cưới nhau, anh cứ ngỡ cuộc đời anh đã bước sang một trang mới khi gặp em. Mà thật, anh đã bước sang một trang mới. Nhưng mẹ anh thì không. Bà vẫn sống trong sự thiếu thốn, không được ăn no, ăn những món ăn mà bà thích. Anh đúng là đứa con bất hiếu, anh là một thằng đàn ông không ra gì. Thằng Tí con chúng mình tuy còn nhỏ, nhưng nó biết và thấy hết. Nên anh từ nay về sau phải chăm sóc mẹ chu đáo, nếu không nó sẽ học tính anh đấy em ạ. Hôm qua anh đón thằng Tí về, anh phát hiện ra mắt mẹ bị mờ và chở mẹ đi khám. Bác sĩ nói mẹ bị đục thủy tinh thể mà để quá lâu, nên sáng nay anh chở mẹ vào viện để nhập viện thay cườm mà không kịp báo cho em biết. Cầu trời Phật cho mọi điều tốt đẹp đến với mẹ, đừng để mẹ của anh khổ nữa. À, hôm qua buồn quá nên anh cầm cây đàn lên sân thượng ngồi hát bài hát về mẹ để tặng mẹ. Khi xuất viện, anh có quay và cóp vào USB. Em nghe thử có ok không nhé? Vợ nó khóc ngất, khóc cho sự hối hận của mình. Tiện tay, nàng đút cái USB vào máy tính. Giọng hắn vang lên. Phải công nhận, trời phú cho nó một giọng ca quá tuyệt vời. Hắn vừa hát, vừa rưng rưng, đầy cảm xúc. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại
những lời mẹ ru. Đường đời sương khói mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian lao. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sóng biển dạt dào, sao con gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Mặt không trang điểm, mặc nguyên bộ đồ ngủ, nàng dắt thằng Tí chạy ào ra đường đón taxi thẳng đến bệnh viện. Vào tới bệnh viện, nhìn thấy chồng đi tới đi lui trước phòng mổ với khuôn mặt lo lắng, nàng chạy ào đến bên chồng nức nở. Em xin lỗi anh, xin lỗi mẹ, em hối hận lắm rồi. Từ giày về sau, em sẽ cùng anh gánh mẹ, anh nhé. Hắn ôm ghì vợ vào lòng, nở nụ cười và âu yếm nói, như thế mới là vợ yêu của anh chứ. Thằng Tí chen vào, và từ giày về sau, nội có được ăn gà không mẹ? Nàng cúi mặt thẹn thùng pha lẫn xấu hổ. Cửa phòng mổ mở toang, cô hộ lý đẩy bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn ra. Cô hộ lý liền cất tiếng, chúc mừng gia đình, ca mổ đã thành công ngoài mong đợi. Đôi mắt của cụ được 100% độ sáng. Con dâu chạy ào tới ôm lấy mẹ chồng lo lắng. Con dâu rưng rưng, con xin lỗi mẹ, những hành động vừa qua của con đã làm cho mẹ buồn. Mong mẹ tha thứ cho con. Thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng bà kịp lấy lại trạng thái và đã hiểu ra vấn đề. Bà liếc nhìn thằng con trai rồi nở một nụ cười rất tươi và mãn nguyện. Điều lo sợ của bà đã tiêu tan. Bà lo sợ một điều, nếu con trai mình biết chuyện, vì bà nó sẽ cãi vã với vợ nó, rồi dần dần vợ chồng nó sẽ mất hạnh phúc, rồi sẽ dẫn nhau ra tòa ly dị, thì cháu bà sẽ là người như thế nào đây? Nó sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Cháu nội bà không ai dạy bảo, sẽ trở nên hư hỏng hay đau buồn vì chuyện ly dị của cha mẹ. Còn con trai bà lấy người khác có được hạnh phúc hay không? Hay hết cưới người này rồi lại tới người khác? Hay chán đời mà bê tha? Bà mừng lắm. Không phải mừng vì được sáng mắt, mà bà mừng vì con bà đã đủ trí thông minh để xử lý tình huống. Chứ việc gì không hài lòng thì đưa nhau ra tòa ly dị thì sẽ tan cửa nát nhà. Biết chịu khó ngồi lại gỡ rối thì mới vẹn toàn. Bà vuốt tóc con dâu âu yếm nói, mẹ tha thứ và bỏ qua cho con từ lúc con về làm dâu mẹ rồi mà. Cả nhà đều nở nụ cười tươi. Hắn kề vai vào cõng mẹ ra giường bệnh, miệng nghêu ngao, cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Thằng Tí vỗ tay, ba hát hay quá. Thằng Tí chạy lại kéo tay mẹ của nó. Mẹ ơi, ba cõng nội kìa, ba rất là năm bờ oang. Sau này, ba mẹ già rồi bằng nội, con sẽ cõng ba, cõng mẹ, giống như cõng bà nội. Ha ha, con vui quá mẹ ơi, con vui quá nội ơi. Câu nói ngây thơ của cô Tí đã chạm sâu vào trái tim nàng. Nét mặt con dâu tái đi, thoáng chút giật mình và run sợ. Nàng lý nhí trong cổ họng. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn người đã đưa đường chỉ lối để con kịp tỉnh ngộ mà sám hối.